Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo Thì tiếp tục video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia EROP trên cái dự án là Voxy à, Thì đây là một dự án đào coi à, đã mới ra luôn ha Và hôm qua mình có làm một video hướng dẫn cho anh em cách đăng ký Thì những anh em nào chưa biết đến thì có thể xuống phòng mô tả video Xem lại cái video ha Thì đây là một dự án Voxy đào Và cái tiềm năng của nó cũng phát triển sẽ rất là tiềm năng tương tự như cái dự án coda của mình ha và đặc biệt con này thì được cộng đồng quốc tế phát triển rất là mạnh luôn tham nha đó rồi thì bên cạnh cái việc khai thác coi miễn phí trên cái dự án này thì hiện tại đang dự án nó cũng đang cho mình thêm cho em một cái erop thì cụ thể erop nào nào thì mình sẽ vào twitter ha đó thì đây là twitter của dự án Voxi. à, đây là một dự án kèo rất là tiềm năng anh em nha đó thì anh em sẽ bấm vào đây, Medium, đọc cái phần, cái tin nhắn cách đây một ngày ha. Rồi mình sẽ đọc cái sự kiện EROP này cho anh em xem luôn ha. Một đợt EROP VORIX mới đã bắt đầu. Giá trị tương lai của 1.000 USDT đang chờ bạn. Các nhà mặt à, mã thân mến, nếu bạn đã là người đóng góp cho voxy DAO, thì bạn có thể trực tiếp tham gia vào đợt EROP VORIX mới và tiếp tục nhận được VOTE trị giá 500 usd trong tương lai. Nếu bạn là thành viên mới của Josie, à, uh, ha, vui lòng truy cập vào trang web chính thức. Đó là www.vosi.org hoặc tham gia kênh Telegram, tải xuống APK và đăng ký tài khoản Voxy để nhận 100 v thu nhập đầu tiên miễn phí và nhận 100 v bằng cách tham gia Voxy Europe uh, và bạn sẽ nhận được vote trong tương lai trị giá hơn 1.000 USDT. Theo ước tính của nhóm VOSI Singapore, giá của VOS sẽ đạt được 5 USDT trong 3 năm tới và sẽ đạt 20 USDT trong 5 năm tới. Nội dung Aerobe cụ thể như sau. Đó, thì hôm qua là mình đã hướng dẫn cho anh em cách anh em để anh em có thể khai thác cái đồng VOS này. Thì khi mà anh em đăng ký chương trình khai thác đó, thì anh em sẽ nhận được 100 cái đồng VOS khi mà anh em bắt đầu tạo tài khoản mới ha. Đó. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em thêm một cái nhiệm vụ Aerobe nữa. Thì anh em sẽ có thể là nhận được 100V bằng cách tham gia chương trình Voxy Aerobe ha. Rồi thời gian Aerobe này diễn ra từ 28 tháng 6, 2023 cho đến ngày 5 tháng 7 năm 2023. Thì nội dung Aerobe như sau. À, anh em chỉ cần là theo dõi cái Twitter Voxy ha. Và retweet lại một cái Twitter từ Voxy. Phần thưởng sẽ là trên 100V theo hoạt động tài khoản Twitter. Rồi, thao tác cụ thể như sau. Thì ở đây là nó đã hướng dẫn cho anh em rất cụ thể thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhanh luôn ha. Đó. Đó, đây là các bước chi tiết thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Đầu tiên anh em sẽ vào Twitter của dự án Voxy ha. Đó. Thì cái Twitter của nó là Voxy 2023 nha, anh em search cái 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 tên này thì nó sẽ ra cái uh, Twitter của dự án, sau đó anh em bấm chỗ theo dõi cho mình. Hiện tại là mình đã bấm rồi ha theo dõi và chọn cái nút thông báo ở đây. Rồi, sau khi theo dõi xong ha, bây giờ anh em sẽ kéo xuống như dưới này. Đó, anh em sẽ thấy được cái tin cái trích là Boriskin này, Vossyric USD 500 000 này. Ha, thì anh em sẽ bấm vào đây, bấm vào tin uh, trích đó ha. Rồi, tiếp <laughs> theo nè, anh em sẽ like cho mình một cái ha. Sau đó anh em bấm vào cái hai uh, mũi tên này, bấm vào cái chỗ hai mũi tên ở đây. Đó. Anh em sẽ bấm là trích dẫn tít Đó. <laughs> Rồi. Thì ở cái phần nhận xét này này. Anh em sẽ vào cái tin nhắn à, hồi nãy ha. Anh em sẽ chép bi cái đoạn mà nó yêu cầu á. Để anh em dán vào đây nha. Thì mình sẽ quay lại cái Twitter của hồi nãy này. Mình mở cái đoạn Twitter lên cho anh em xem. Đây. Anh em sẽ copy cái đoạn này nè. Đó, sao chép ha. Rồi, sau đó anh em vùng. Anh em vào cái Twitter là của dự án lại. Anh em bấm vào cái chỗ là bit breaking voice nè. Sau đó anh em sẽ bấm vào dấu hai mũi tên phía dưới. Và bấm trích dẫn tít. Sau đó anh em sẽ dán cái này vào. ha Dán cái đoạn cái tin nhắn nó vào. Sau đó anh em bấm trừ tít lại là xong. Nha. Bấm tít lại là xong. Đó. Thì cái nhiệm vụ này anh em lưu ý là mỗi lần mỗi anh em chỉ có làm được một lần thôi nha. Anh em không nên làm hai lần nha. Đó. Rồi. Sau khi anh em bấm tiếp lại là như là xong ha. Rồi tiếp theo ha. Tiếp theo thì anh em sẽ mình sẽ để cái đường link này, đường link này đường link mô tả thôi ha. Thì anh em sẽ copy cái đường link này nè. Anh em copy, sau đó anh em sửa lại. Anh em dán vào một cái nơi sau lưu nào đó ha, anh em sẽ sửa lại cái username của mình. À, ở cái phần username của mình là từ trn cho đến à, à, cái phần số 31 đây này nè. Thì anh em sửa cái đoạn này lại bằng cái username của anh em là được. Còn các cái phần còn lại thì anh em giữ nguyên ha. Đó. Thì để lấy được username Twitter á, thì anh em vào Twitter. Anh em vào Twitter, anh em vào cái biểu tượng, cái hồ sơ cá nhân của anh em. Á, thì anh em sẽ thấy được là cái phần phía chữ mà phía sau cái chữ a này thì chính là cái tên username của anh em thì anh em chỉ cần copy cái phần này đó, anh em chỉnh lại theo cái đường link hồi nãy ha đây đường link đây thì anh em sẽ chỉ chỉnh lại cái uh, anh em copy cái link này sau đó anh em sửa lại cái tên username của anh em là được ha thì sau khi có cái đường link này rồi thì anh em sẽ ấn vào anh em ấn vào anh em copy cái đường link này ha sau đó Rồi sau đó anh em vào cái app đào, uh, cái trang web đào cái đồng bồ ha, anh em cũng vào cái trang khai thác của nó. Đó. Rồi đó, thì uh, sau khi copy cái đường link đó anh em sẽ vào cái trang khai thác uh, của anh em ha, sau đó anh em bấm vào cái chữ E, nhấp nháy ở đây nè, anh em bấm vào chữ E ở đây trên đầu á, đó. đó, thì nó sẽ xuất hiện cái cái phần mà làm nhiệm vụ AirDrop ha, anh em sẽ kéo xuống phía dưới cùng. đó kéo xuống cuối cùng thì ở đây nó có cái một cái thanh địa chỉ ha anh em copy cái đường link đó dán vào thanh địa chỉ này ha sau đó anh em bấm chữ submit cho mình thì lúc đó nó sẽ ba thông báo là đã xác nhận ha và đang xem xét như vậy là sau nha đó thì đây là một chương trình Europe rất là ngon để anh em có thể nhận được cái đồng vote ha đó thì mình sẽ dịch cái phần này cho anh em xem nó có một lời nhắc nè, cuối cùng nè cuối cùng một lời nhắc đặc biệt ha mỗi người dùng chỉ có thể gửi một lần sau khi bạn gửi một lần thì đợt airdrop này sẽ không chấp nhận lần gửi thứ hai xin lưu ý ha đó tổng số airdrop là 5 triệu à, phần thưởng tối đa cá nhân sẽ là 200 ha thì à, anh em có thể là sẽ nhận được tối đa là 200 trăm giới thiệu nè để thúc đẩy sự thịnh vượng sinh thái và mở rộng hệ sinh thái đồng thuận học viện vô ra mắt chương trình phần thưởng airdrop Tổng số lượng arop là 5% với 105 triệu mảnh ha. Chia làm nhiều đợt, các bạn chú ý nhé. Đó. Thì trên đây là mình đã hướng dẫn cho anh em cách tham gia arop của dự án Voci. Đây là một kèo cực kỳ tiềm năng luôn ha. và sau này tương lai nó cũng sẽ phát triển những cái hệ sinh thái liên quan trong cái hệ sinh thái Web3 của nó như là cái sàn giao dịch Vori và những cái hệ sinh thái kèm theo ha. Hiện tại là mình đang đào trên web để cho nó nhẹ máy ha. Còn những anh em nào muốn tải APK thì anh em vào cái Twitter của dự án đó. Thì ha, sau đó anh em bấm vào cái link của trang web oxy org đây nè. Đó, thì đây là chính là cái link của trang web chính thức của dự án ha. Rồi, thì các chi nhánh toàn cầu ở oxy nè. Trang web Hoa Kỳ, trang web và Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, ha, châu Âu, Úc, à, trang web khu vực Ả Rập, đó. Thì uh, như ở khu vực Việt Nam mình thì mình sẽ uh, chọn cái thằng uh, Singapore cũng được ha. Anh em sẽ chọn cái trang web Singapore thì anh em chỉ bấm vào cái biểu, biểu tượng APK uh, e này nè để tải về. Còn iOS uh, thì anh em bấm vào đây. iOS hiện tại chưa có nha. Đó. Nó chỉ có cái phần APK e của Android thôi. Thì video đến đây xin kết thúc. những thấy video hữu ích thì cho mình một like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký và chọn một chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.